Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 11. Thực hành. Quan sát phổ diện của đất. Biết cách quan sát phổ diện đất, phân biệt được các tầng đất, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Mộ lâm mã chuẩn bị. Cuốc, xẻng, gầu múc nước, thước, dao, giấy và bút chì. Hai la mã, quy trình thực hành. Bước 1, chuẩn bị bề mặt quan sát. Theo bậc thang bước xuống đáy phẩu diện, dùng xẻng hoặc cuốc xáng một đường thẳng từ lớp đất mặt xuống đến đáy để tạo ra bề mặt quan sát. Bước 2, xác định tầng. Căn cứ vào màu sắc, thành phần cơ giới hoặc độ chặt, chia phẩu diện đất thành từng tầng. Dùng thước đo độ sâu tầng đất và ghi vào vở. Đối với đất hình thành tại chỗ, phổ diện đất gồm có các tầng. A0, tầng thảm mục. A, tầng rửa trôi. B, tầng tích tụ sản phẩm rửa trôi. C, tầng mẫu chất. D, tầng đá mẹ. Hình 11.2 là phổ diện đất hình thành tại chỗ. Đối với đất trồng lúa nước, phổ diện đất gồm các tầng. AC, tầng canh tác. B, tầng đế cày. B, tầng tích tụ. D, tầng gơ lay. Hình 11.3 là phổ diện đất trồng lúa. Bước 3, quan sát phổ diện đất. Quan sát sự phân hóa các tầng đất, ghi kết quả quan sát vào vở theo mẫu bản sau. Bản phổ diện đất. Bản gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là tầng đất. Cột thứ hai độ sâu đơn vị cm. Cột thứ ba màu sắc. Ba la mã, đánh giá kết quả. Dựa vào kết quả quan sát, học sinh tự đánh giá bài thực hành theo mẫu bản. Bản gồm có 5 cột và 3 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, chỉ tiêu đánh giá. Hàng thứ hai, thực hiện quy trình. Hàng thứ ba, kết quả thực hành. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, kết quả đánh giá tốt. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, kết quả đánh giá đạt. Cột thứ tư, hàng thứ nhất, kết quả đánh giá không đạt. Cột thứ năm, hàng thứ nhất, người đánh giá. Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh về thực hiện quy trình và kết quả thực hành. Thông tin bổ sung, phổ diện đất là mặt phẳng cắt thẳng góc với mặt đất từ trên xuống dưới. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.